Sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cà phê ngày mới trên kênh VTC9 với tiểu mục điểm báo nơi chúng tôi đã chọn ra một số đầu báo đáng chú ý mà các đồng nghiệp của chúng tôi tại các tòa soạn báo in đã thực hiện. Với số ra sáng nay thì chúng ta sẽ đương nhiên cập nhật những tác động của dịch Covid-19 đến các lĩnh vực khác nhau như là giáo dục, kinh tế, thậm chí là đời sống của chính mỗi con người chúng ta nữa đúng không ạ? Và đầu tiên thì chúng tôi xin được bắt đầu bằng câu chuyện về giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2021-2022 có thể nói là đã bắt đầu rồi mặc dù lúc này thì chưa có kế hoạch chính thức về lễ khai giảng cũng như là hình thức khai giảng và theo công bố của Bộ Giáo dục Đào tạo thì mùa tụ trường chính thức sẽ là vào tháng 9 như mọi năm tuy nhiên vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên đến lúc này sẽ kế hoạch này sẽ còn được điều chỉnh theo từng địa phương thêm một mùa tụ trường thật đặc biệt khi nhiều phụ huynh đang chật vật để tìm cách đồng hành với con bắt kịp tiến độ của năm học mới. Trang 6 báo Phụ nữ Việt Nam số ra sáng nay đã phản ánh nỗi lo lắng này của các bậc phụ huynh với bài báo Ngỗ ngang tụ trường mùa dịch sẽ được chất đọc cùng quý vị và các bạn. Thời điểm hiện tại, nhiều trường phổ thông ngoài công lập tại Hà Nội đã lên kế hoạch cho học sinh học trực tuyến ngay từ giữa tháng 8, điều này khiến cho không ít phụ huynh phải xoay sở đủ cách để mua sách vở, đồ dùng học tập cho con trong bối cảnh các nhà sách đều đóng cửa thực hiện quy định phòng chống dịch. Ngoài việc chuẩn bị đồ dùng học tập, sách giáo khoa năm học mới cho con, điều mà nhiều phụ huynh lo lắng nhất là khi nào các con mới có thể quay lại trường và khi quay lại trường thì việc đảm bảo phòng dịch sẽ ra sao. Mới đây khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thời gian tự trường toàn quốc là tháng 9, gây băn khoăn cho không ít địa phương khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, các địa phương được thực hiện quyết định thời gian nghỉ học, thời gian tự trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với khung toàn quốc. Trước tình hình này, nhiều địa phương, đặc biệt là những tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã chủ động lên phương án học trực tuyến cho năm học mới, trong đó có cả học sinh lớp 1. Tuy nhiên, để trẻ lớp 1 tiếp cận với học trực tuyến là điều vô cùng khó khăn đối với cả nhà trường và phụ huynh. Một số ý kiến cho rằng nhà trường cần tính toán thời điểm hợp lý cần thiết để có thể lùi thêm đối với học sinh khối 1 chờ dịch được kiểm soát mới có phương án tiếp theo hợp lý hơn. Vâng đúng là khi mà trong mùa dịch trong bối cảnh khó khăn thì những bạn trẻ, những bạn nhỏ, những học sinh sinh viên chắc chắn là sẽ có thêm nhiều trải nghiệm hơn và thậm chí là nó rất ý nghĩa và đáng nhớ khi mà chúng ta có những cái bối cảnh phải học từ xa rồi phải học tại nhà như vậy. Và tiếp theo cũng sẽ là một trang báo liên quan tới giáo dục. Thưa quý vị, trong gần 2 năm khi mà đại dịch Covid-19 diễn tiến trên toàn cầu thì nhiều trường đại học cũng mong muốn đẩy mạnh các chương trình liên kết quốc tế nhằm đáp ứng mong muốn du học của học sinh. Vì nhu cầu tăng cao nên sẽ không tránh khỏi chuyện là vàng thao lẫn lộn. Vì vậy mà theo các chuyên gia, các thí sinh cần thật sự cẩn trọng khi quyết định sẽ theo học những chương trình liên kết nào. Và đó cũng là nội dung chính được đăng tải trên trang 14 của báo Tuổi Trẻ cùng với bài viết Nở rộ chương trình liên kết. Xin phép được trích đọc cùng quý vị khán giả ngay sau đây. <laughs> Theo đó, trong hai mùa tuyển sinh gặp phải dịch COVID-19, nhiều trường đại học trong nước đã chủ động đẩy mạnh các chương trình liên kết. Theo đánh giá, do có 2 hoặc 3 năm học tại Việt Nam, các bạn có thể tránh được việc phải ra nước ngoài khi dịch bệnh còn phức tạp. Ngoài ra, dù chương trình vẫn theo chuẩn của đối tác quốc tế, nhưng do được giảng dạy trong nước nên số tiền bỏ ra có thể thấp hơn từ 40 đến 60% so với tổng chi phí khi du học toàn phần. Năm nay thì nhiều trường tiếp tục mở thêm các chương trình liên kết ông Phùng Quán, trưởng phòng thông tin truyền thông của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đây có những chương trình liên kết 2 cộng 2, 3 cộng 1 thì nay có cả chương trình 4 cộng 0. Nghĩa là sinh viên sẽ học hoàn toàn tại Việt Nam nhưng chương trình và cấp bằng là của đối tác nước ngoài. Với hàng loạt chương trình liên kết hiện nay, trước khi ra quyết định phụ huynh và thí sinh cần cân nhắc rất kỹ. Trước hết cần xem chương trình liên kết này đã được kiểm định ở trong nước hay chưa. Thí sinh có thể lên các trang thông tin của Bộ Giáo dục Đào tạo để tra cứu theo ông Quán, thì nhiều trường đại học dù kém chất lượng như ở Philippines, Malaysia cũng khá dễ dàng để có thể bắt tay với các trường lấy mát là nước ngoài để thu hút người học. Và thông tin cụ thể hơn, quý vị khán giả có thể tìm đọc trên báo Tuổi Trẻ ở trang số 14. Quả thật việc liên kết đào tạo đại học đã trở thành một xu hướng và chúng ta có thể thấy là với những cái cách truyền thông như là học trong nước nhận bằng giống như nước ngoài hay là chương trình nhập nguyên khung nguyên chiếc rồi lại không phải học các môn đại cương như học sinh viên Việt Nam đã trở thành lựa chọn cho rất nhiều phụ huynh khi mà muốn giữ con bên cạnh mình nhưng bằng cấp thì vẫn có thể giống với nhiều bạn đi du học tuy nhiên chất lượng đào tạo cuối cùng vẫn là điều cần phải được quản lý từ bộ giáo dục đào tạo cũng như là sự lựa chọn sáng suốt từ các bậc phụ huynh đúng không ạ và thưa quý vị và các bạn chúng ta lại trở lại với những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất của các nhà máy xí nghiệp từ thời điểm 19 tỉnh thành phía Nam thực hiện đồng loạt chỉ thị 16 liên tiếp trong vòng một tháng qua nhiều doanh nghiệp đã lên tiếng nêu những khó khăn trong việc thực hiện phương án 3 tại chỗ. Trang bảy của báo Đại đoàn kết đề cập đến câu chuyện này qua bài viết 3 tại chỗ bộc lộ nhiều bất cập, cần sớm các phương án thay thế sẽ được chất đọc cùng quý vị và các bạn. Trước đó, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7, các vấn đề bất cập của phương án 3 tại chỗ tiếp tục được đề cập Tại cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nêu quan điểm, mặc dù phương án ba tại chỗ đã được áp dụng thành công ở Bắc Ninh, Bắc Giang, nhưng khi triển khai tại các địa bàn khác, đặc biệt là 19 tỉnh thành phố phía Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh thì là bất cập. Nguyên nhân là ở miền Nam, người lao động đến từ nhiều tỉnh thành phố khác nhau, thực hiện phương án này để người lao động ở tại chỗ quá lâu ảnh hưởng đến tâm lý của chính họ. Bên cạnh đó, ông Hải cũng nêu lên thực tế chi phí để thực hiện phương án ba tại chỗ quá cao nhiều doanh nghiệp không thể kham được. Ghi nhận những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp đại diện tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương cho biết, riêng với vấn đề ba tại chỗ, Bộ Công Thương đã kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi quyết định 2787, trong đó có đề nghị Bộ Y tế bổ sung các hình thức tổ chức sản xuất trong điều kiện vừa thực hiện cách ly, vừa sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp theo đó ngoài ba tại chỗ một cung đường hai địa điểm bộ công thương cũng đề nghị linh hoạt bổ sung các hình thức khác cho doanh nghiệp thực hiện lựa chọn đặc biệt là có hướng dẫn cụ thể trong trường hợp người lao động có nhu cầu được về nhà theo cam kết của doanh nghiệp Một thông tin khác được đề cập trên báo tuổi trẻ ở trang số 5 về giá của các trang thiết bị y tế mà Phương Thủy nghĩ rằng là trong những ngày qua thì cũng được rất nhiều người quan tâm. Vụ trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế cũng vừa mới có văn bản yêu cầu công ty an sinh giả soát và có báo cáo giải trình khi mà giá công khai cao hơn giá chào bán tới 210% so với giá bán thực còn cao hơn nữa. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên giá tổng công khai bị kêu là cao, thậm chí có hàng loạt sản phẩm có tình trạng tương tự. Đó sẽ là những thông tin có trong bài viết giá trang thiết bị y tế công khai một đẳng bán một nẻo. Xin được thông tin tới quý vị khán giả. Theo đó thì máy thở model MV2000 EVO5 do công ty cổ phần đầu tư phát triển y tế An Sinh nhập khẩu chào giá công khai 455 triệu chiếc. Giá bán thực tế đã có lãi của nhà phân phối chỉ 425 triệu, nhưng giá trên tổng công khai y tế của Bộ Y tế, nơi để các đơn vị có nhu cầu mua sắm, thiết bị, vật tư y tế tham khảo giá thì lại lên tới 960 triệu đồng. Theo tìm hiểu, tình trạng công khai một giá bán, một giá xảy ra với rất nhiều loại thiết bị vật tư. Những vật tư có giá trị thấp thì tranh lệch giữa giá công khai và giá bán thực chỉ vài chục ngàn, nhưng sản phẩm giá trị cao thì chênh lệch từ hàng chục triệu cho tới hàng trăm triệu đồng. Một doanh nghiệp chuyên cung cấp các thiết bị y tế cho biết, loại máy thở dòng cao hiệu E có giá bán thực tế chỉ 130 triệu đồng nhưng công khai giá 195 triệu. Máy thở AST có mức bán 210 đến 220 triệu một chiếc tùy phụ kiện nhưng giá công khai lại gần 300 triệu. Máy Stell giá 110 đến 120 triệu còn giá công khai lại tới khoảng 160 triệu đồng. Việc có cổng công khai giá là một cải tiến, nhưng có cổng công khai giá rồi mà vẫn không biết đâu là giá thực, cho thấy vẫn có những vướng mắc trong cơ chế hậu kiểm sau khi doanh nghiệp cung cấp giá bán của mình lên cổng này. Thưa quý vị và các bạn, trước đây thì các khóa học dạy về thay đổi tư duy làm giàu không khó thì đã xuất hiện rất nhiều. Và trong bối cảnh đại dịch mọi người ở nhà thì những khóa học này lại xuất hiện nhiều hơn nữa với cái hình thức online chẳng hạn. những cái khóa học này có thể nói là đang mọc lên như nấm để dạy về cách làm giàu được quảng cáo trên khắp các diễn đàn các mạng xã hội, nền tảng xuyên quốc gia hay là cả những khu vực tập trung đông người. Trang 10 báo đã đoàn kết số ra hôm nay có phản ánh về thực trạng này với tiêu đề đổ xô theo học mô hình giáo dục làm giàu online, chiêu trò của các chuyên gia xin được chất đọc và cảnh báo đến quý vị và các bạn. Theo đó, để thu hút được số lượng học viên lớn, những chuyên gia dạy làm giàu đã xây dựng hình ảnh của mình một cách hào nhoáng, những thành tích kinh doanh cực khủng, mất hàng chục triệu đồng cho mỗi khóa học. Thế nhưng thực tế, những gì học viên thu nạp được hoàn toàn ngược lại đánh trúng khao khát muốn làm giàu nhanh mà không tốn sức người sức của các khóa học làm giàu thu hút đông người theo những chuyên gia đứng lớp giảng dạy học viên được tự xưng là bậc thầy trong lĩnh vực làm giàu để thu hút được số lượng học viên lớn chuyên gia phải gây dựng hình ảnh cá nhân hào nhoáng những thành tích kinh doanh cực khủng mà họ đã đạt được thậm chí những chuyên gia này còn xây dựng một hệ thống học viên theo hình thức đa cấp tất cả những thành viên tham gia đều thể hiện hình ảnh giàu có lộng lẫy để thu hút học viên liên quan đến vấn đề này ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng, nay là Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho biết hiện tại quảng cáo về các hoạt động đa cấp và những lớp học theo kiểu dạy làm giàu kỹ năng thay đổi số phận đang được đăng tải tràn lan. Trái ngược với những lời quảng cáo khi tham dự thực tế các lớp học thì nhiều người mới nhận thấy rằng nội dung không đúng như những gì họ mong muốn sẽ nhận được. Thưa quý vị, khi mà có những ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19 lên kinh tế lên các doanh nghiệp thì các chủ đầu tư cũng có một cái mối quan tâm rất là đáng lo ngại đó chính là dòng tiền thì nên đổ vào đâu và sẽ sử dụng như thế nào? Thì ngay sau đây, một thông tin trên trang bảy báo đại đoàn kết là tín dụng vẫn chảy vào bất động sản. Chắc chắn là sẽ được rất là nhiều khán giả quan tâm. Khi mà hiện nay nhiều ngân hàng không chỉ đưa ra mức lãi suất cho vay mua nhà ở vùng thấp mà còn kết hợp với chủ đầu tư đưa ra rất nhiều những ưu đãi lớn. Đến hết quý 1 thì theo như ngân hàng nhà nước đã có hơn 1,8 triệu tỷ đồng cho vay bất động sản. Như vậy thì có hay không việc là các ngân hàng thương mại à, vẫn đổ tiền vào lĩnh vực nhạy cảm? Đó cũng là những nghi vấn mà ngay sau đây Phương Thúy xin được thông tin tới quý vị khán giả cùng với những thông tin trên trang báo Đại đoàn kết. Giới chuyên gia đã phân tích mức lãi suất cho vay mua nhà tại các ngân hàng đang ở mức thấp nhất trong vòng 15 năm qua, đã kéo giảm xuống từ 5% tới 8,3% trong một năm, thậm chí có ngân hàng còn gia hạn thời gian cho vay lên tới 35 năm. Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu phân tích các ngân hàng vẫn luôn muốn cho vay bất động sản vì có nhiều cái lợi. Thứ nhất, có tài sản đảm bảo rõ ràng, được thẩm định rõ ràng nên ngân hàng nắm đằng chui. Thứ hai, trong các loại tài sản bảo đảm, tài sản bất động sản bảo đảm nhất. Tuy nhiên, tiến sĩ hiếu cũng cảnh báo rằng cho vay mua bất động sản mua nhà chứa đựng khá nhiều rủi ro thị trường bất động sản luôn có chu kỳ lên xuống khi giá bất động sản nằm trong chu kỳ đi xuống những khoản vay này trở nên đầy rủi ro ngân hàng lúc này đối diện nợ xấu rất cao chưa kể một bộ phận vay tiền mua nhà nhưng lại để đầu cơ khiến cho giá nhà bị thổi lên và trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thành Đô, Phó Chủ tịch HD Bank cho biết, dự nợ cho vay bất động sản hiện khá lớn, chiếm hơn 19% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Khi có sự biến động của thị trường thì sẽ ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng. Và giải pháp hiện nay, theo ông Đô, ngoài việc cảnh báo siết chặt từ phía ngân hàng nhà nước, thì từng ngân hàng phải đặt ra mức trần cho vay đối với hai lĩnh vực này. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu mùa dịch thì nhiều chuyên gia của WHO cũng như trong nước cũng đã khẳng định là đối với trẻ em mắc Covid-19 thì triệu chứng cũng như là tác động tương đối là ít rõ ràng hơn và so với người lớn kể cả việc đe dọa đến tính mạng của các em thế nhưng mà những cái tác động của covid 19 đến trẻ em nó lại kéo dài rất nhiều năm và nhiều hệ lụy ví dụ như ảnh hưởng đến giáo dục đời sống tinh thần và cả việc chăm sóc cho các trẻ covid 19 như thế nào với chế độ dinh dưỡng đặc biệt chỉ dành cho trẻ em thì chúng tôi xin được đề cập đến câu chuyện này với bài báo trên trang 13 báo tuổi trẻ với tiêu đề covid 19 có nguy hiểm với trẻ em hay không xin được chất độc cùng quý vị và các bạn từ ngày 7 tháng 7 khi bắt đầu chính thức hoạt động đến nay, bệnh viện giả chiến số 4 đặt tại xã Vĩnh Lộc Bê, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 1.000 trẻ em mắc Covid-19. Hiện nay thì còn khoảng 200 trẻ vẫn đang điều trị. Đa số các bé đi cùng gia đình đến bệnh viện để được cách ly đâm chăm sóc. Ông Nguyễn Trần Nam, phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết là hiện đang tham gia điều trị tại bệnh viện giả chiến số 4 ông phản ánh là trẻ em mắc COVID-19 thường bị lây từ ngay chính trong gia đình của mình. Theo bác sĩ Nam chăm sóc cho trẻ mắc COVID-19 khác hơn so với người lớn. Với trẻ quá nhỏ còn có chế độ dinh dưỡng đặc biệt như là ăn cháo uống sữa, ngoài ra còn cần phải được hỗ trợ về tâm lý các biến chứng covid-19 ở trẻ em ít hơn so với người già, người có bệnh nền. đa số các bé khi vào bệnh viện giải chiến số 4 chỉ có sốt nhẹ, ho và sẽ được điều trị triệu chứng vì có các bác sĩ chuyên khoa nhi tại bệnh viện. Tuy nhiên một số em bị béo phì hoặc có bệnh lý mãn tính khi mắc covid-19 có thể là trở nặng thậm chí tử vong. Với những trường hợp này các bác sĩ phải sàng lọc sớm để chuyển sang bệnh viện chuyên khoa nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Bác sĩ Nam cho biết ngày 13 tháng 8 bệnh viện nhi đồng thành phố đang điều trị cho 120 em mắc covid-19 ngoài nhiễm bệnh này thì các trẻ này cũng có một số bệnh lý nền như là lồng ruột, xuyển, viêm phổi. Trong 120 bệnh nhi này thì có 3 em đang phải thở máy. Bác sĩ Nam cho biết là trẻ mắc Covid-19 thường bị ít biến chứng, nhưng nguồn lây thì lại có thể trở thành nguồn lây cho chính những người khác nữa. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tiểu mục điểm báo của chúng tôi sáng ngày hôm nay. Và quý vị có thể đọc lại những bài báo này. Chúng tôi đã giới thiệu đầy đủ với các đầu báo như là tuổi trẻ hay là thanh niên, phụ nữ Việt Nam. Quý vị cũng có thể theo dõi lại tiểu mục điểm báo trên kênh YouTube và Facebook chính thức của VTC9.